Làm gì nhìn em dữ vậy? Dạ em ơn anh Toàn. Cảm ơn Bảo. Thì bây giờ em không làm đầu bếp có tâm hồn nữa, làm thực khách có tâm hồn giống chị. Ủa là sao? Ủa em mới bị kêu vô đó, có làm sao không? Thì em vi phạm quy tắc của quán là nói chuyện ngoài giờ quy định với khách. Ủa rồi sao? Hả? Thì em cởi tập về làm thực khách luôn. Rồi công việc của em sao? Nó có bị ảnh hưởng gì không? Có cần chị đi nói chuyện với ông Lý không? Không cần đâu, em xin nghỉ việc vài phút trước luôn rồi. Cái gì? Em chơi lớn dữ vậy luôn hả? Ủa có gì đâu. Thì công việc kiếm lúc nào mà không được. Còn người như chị á mới là hiếm gặp á. Em sang vậy luôn hả? Ủa vậy tính ra chị là người đã làm ảnh hưởng tới công việc của em hả? Em đi làm á chỉ là để trải nghiệm thôi, chứ ba mẹ em mà biết em nghỉ làm á, ba mẹ em còn vui hơn nữa. Ba nói vậy nè, không cần phải đi làm gì hết, cứ đi học xong rồi lấy cái bằng, cứ về nhà xong rồi tiếp quản công ty của ba, xuất khẩu nông sản vậy là được rồi. Đành hẹn trong mơ. Lý Thu, ủa thích bolero hồi nào vậy? À, hân hạnh cho tôi quá nha. Khách sáo à. Giới thiệu với em, đây là Bình, bạn học từ hồi đại học của chị. Còn đây là Toàn á. Chào em. Dạ em chào anh. Ê. Hấp dẫn quá. Đầu bếp của Lý Sơn quán phải không? Đúng vậy, nhưng mà bây giờ đã là cựu đầu bếp rồi. Ủa là sao? Thì tại vì tôi nhiều chuyện. Rồi thằng bé này nó ngồi nó tiếp chuyện với tôi, xong rồi bị ông chủ quở. Nhưng mà thằng bé này rất là ngầu và rất là xịn nha. Cởi liền bộ đồng phục, nghỉ việc ngay và luôn để ngồi uống bia với tôi á. Wow, thiệt chẳng khác nào á là Du Thản Chi và A Tử. Quắt mắt coi khinh sự đời, trả áo khinh cù về giường để theo người. Anh khoái chú rồi nha. Trời ơi. Bậy rồi. Chẳng qua là cậu nhóc này nè thích văn nghệ, cho nên là tôi mới đưa đến đây để nghe ông hát á. Sẵn tiện giới thiệu bạn của tôi là diễn viên ca sĩ đẹp trai nữa, đúng không? Thích văn nghệ. Công nhận á, em nghe anh hát mùi thiệt luôn á. Không ấy anh nhận em làm đệ tử được không? Thôi trời đất ơi, đừng khách sáo vậy mà. Nè, bữa nay á Lê Toàn dắt cậu tới đây á, chắc là thử sức chịu đựng của cậu rồi, đúng không? Thôi kệ đi, cô đẹp cũng có quyền khen. Ê, cắt cái đuôi hay gì? Tự nhiên cái dẫn bộ mới tới vậy hả? Bạn bè 20 năm thân thiết thể hiện đi, là diễn viên làm gì diễn giùm tôi khúc này đi. Nè bà đó nha, chuyên gia gây sự xong rồi bắt cả đám chịu đựng nha. Bình.